Hello, xin chào mọi người ha. Hôm nay mình lại tiếp tục với Ark Survival. Hôm trước là mình đã có được cái con Spino rất là đẹp luôn mọi người thấy không? Đây, con này thì mình cần nó sẽ không có cái yên ngoài và nó dùng cái yên của con Spino cũ. Con này là Spino chúa tể luôn. Đây, mình để cái yên cho nó rồi. Đây, nhiều bạn có thể hỏi mình là cái ủa sao con này trong Jurassic World Mobile nó đi bằng hai chân, trong đây sẽ đi bốn chân, nhưng mà không phải đâu, con này nó có hai kỹ năng, đó chính là không phải hai cái cách đi, đó chính là đi hai chân và đi bốn chân đó mọi người thấy không. Đây là cái phiên bản mà nó cập nhật lại hồi xưa thì trong ARK nó không có mà con này đi được. Ê, hình như nó hơi bị nặng đúng không. Trong ARK nó không có cái con này, nó không thể nào đi được bốn chân, mà nhưng sau khi cái phiên bản cập nhật thì con này là không đi được hai chân, chứ sau cập nhật thì con này đi được hai chân, rất là đẹp luôn. Đấy. Ủa gì vậy? Gì vậy? À quên, mình tắt cái này, hàng gì không thấy. Ủa con mê na là con gì ta? Con này đi gầm, cái hình như tiếng gầm của nó cũng rất là khủng khiếp luôn á. Mọi người thấy không? Nó đi bằng hai chân nè và mình cũng muốn đi bằng bốn chân cũng được. Và các bạn nhìn cái răng nanh của nó cơ. Ui. Hình như nó có hai cái răng nanh dài là tới mép luôn các bạn thấy không? Y như là răng nanh của con cá sấu vậy. Đó, đi bằng hai chân đẹp không? Hình như tiếng gầm của con này đặc biệt cực kỳ luôn. Nó làm cho mấy con quýnh nhau. Mỗi lần gầm lên rất là lát nha các bạn. Nè. Hình như chim không bị ảnh hưởng, đúng rồi, chim không bị ảnh hưởng. Những con thú đi bộ mới bị ảnh hưởng thôi. Sẵn tiện tí nữa mình sẽ đi tìm thanh kiếm gãy của con mấy thứ coi. Mình bữa mình đi chơi mình lại gặp được và bây giờ mình không thể đâu gặp lại được cái thêm thanh kiếm gãy của con mét. Để mình đi cái khu vực này coi. Tại sao nó có cái này, mấy con này bay ta? Nhớ là mấy con này của... Ui. Trong đây hay ha. Ủa con này đúng là Spino đá luôn. Đây đây đây. Mình gầm thử con này nha. Ê quên lộn. Ủa nếu mình gặp bị lag mà sao nó không bị lag ta? Ủa này sao nó quốc ta? Mình nhớ cái chiêu gầm của nó tác dụng ghê gớm lắm luôn. Ê, mỗi lần gầm là con này tốn đồ ăn ha. Đam đi, tốc độ chạy đi. Mình sẽ tăng nó maximum tốc độ chạy. Vì nó chạy rất là chậm. Hãy đứng lên ta. À đúng rồi các bạn ơi, các bạn thấy không, tiếng gầm của nó mà gây bể giáp của con kia luôn, là các bạn biết cái độ khủng khiếp của nó rồi. Là có nghĩa là con này chúng ta phải dùng cái kỹ năng đi bằng hai chân gầm nó mới có tác dụng. Gầm nè. Ủa sao con này không sợ? Ôi các bạn, coi các bạn thấy đập không? Nó gây ra cái đập mà khiến con này bị xỉu luôn các bạn. Cái gầm của con này nó ảnh hưởng gớm thiệt. Hèn kỳ hôm trước mình may á, mình mà không xuống mình đấu trực tiếp với nó. Đứng lên. Rồi gầm. Chết đâu? Chết đâu? Chết luôn kìa các bạn thấy không? Nếu mình tăng cho đam nữa thì nó tiếng gầm này sẽ như thế nào ta? Trời, nó gầm giống như con à. Các bạn nghe cái tiếng gầm của nó ghê không? Cái tiếng gầm của nó giống như là con Indominus Rex vậy. Wow. Có ảnh hưởng đam mà nhưng nó hơi lát kệ đó. Mình sẽ... Các bạn chịu khó, nó lag có xíu à.
Hình như nó gây đam thì nó mới lag á. Ê, vậy mà nó bốn chân thì nó quýt bằng gì? À, bốn chân nó quýt bằng miệng các bạn. Còn nó đi dùng, nó đi hai chân thì nó sẽ dùng đi hai chân nó sẽ dùng cái tay nó quất. Và có nghĩa là nó phải đứng lên thì nó mới gầm, nó mới tác dụng với con này. Wow. Đàm rất là to, có một cái con có một cái con đang đi, nó đi quét kìa nè. Ủa sao nó đứng im vậy trời? Này thì đứng im nó rình mình á, nó lấy thông tin của mình hay sao á. Vô, nhảy quá. Quên con này không nhảy được. Ôi, hình như... Ô, nó đi đụng chúng mấy con này cũng gây sát thương nữa ta. À, con rắp to. Ngon nè. Reset lại, rồi đứng lên. Ủa sao con Raptor không bị điếc tai à? Không bị điếc tai thì chết đi. Ủa sao Raptor mình gầm nó không có cảm giác vậy ta? Ơi hết rồi kỳ ra. Cái con này ba lúc ba. Ủa tại sao lên nhạc kìa? Chết nè. Cái chiêu này hình như là nó có kỹ năng ẩn á các bạn. Hình như con này chạy bốn chân nhanh hơn hay hai chân nhanh hơn ta. Ở đây có mấy vùng nước nó ở gì vùng nước ít ở cái map này rất là ít luôn. Để mình kiếm vùng nước nào sâu sâu á, mình nuôi thử con Megalodon coi. Con Megalodon dạng Megalodon boss đó các bạn biết không? Lâu đó mình chưa nuôi lại con đó, bây giờ mình sẽ kiếm cái vùng nước thật là đẹp á, cái mình nuôi con này với con Megalodon luôn. Đâu mình đi kiếm mấy những cái dòng sông thì là sâu á. Ở bên cái map này coi. Ê mà quên rồi, quên lấy cái máy bay rồi. Nhảy ra. Nó cái giày của mình ok lại rồi nè. Cái vùng nước này hả? Nước chỗ này. Ui, có cá bơi trên cái. Trời đất ơi. Ui, nước vậy mà cá bơi được luôn, ghê vậy. Các bạn nhìn nè. Hay ha. Cái thác này mà ở trên này nước nhiều không ta? Quên, mình quay về mà lấy chiếc máy bay các bạn ơi. Để mình để con này đây đi. Mình quay lại về mà lấy chiếc máy bay mình lên mình coi chứ. Ơi, có cả con trời nước bấy nhiêu mà cũng bơi nữa trời. Ủa gì trời? Cái khu vực này nó bị gì á mọi người ơi. Mình đi đi cái mình lâu lâu nó bị đứng nó không bơi kiểu như hình như vừa nước cao nước thấp á. Mình để con Spino đó đi, mình đi về mình lấy chiếc máy bay chứ. Để có gì lên cao mình bay để mình coi thử. Map đây rất là đẹp luôn ha. Ôi cỏ cây đồ muốn về lại khu này ở quá. Ở bên khu kia mình nhìn cái không gian nó trắng trắng. Rồi ta cái hồ nước khổng lồ đâu. À đây. Ủa phải không? Trên này cũng có cái hồ nước nè. À đúng rồi luôn, cái kiểu bơi mà nó bị khẩn khẩn là hình như là kiểu như là cái khúc sau khúc thấp á. Này thấy chưa? Mình không biết tại sao mình đang bơi mình bị đứng này nữa. Rồi đi một mình này cũng ghê quá à. Cầm súng đi. Để vài bữa mình kiếm mấy cái súng khác á, mình chơi mọi người coi. Cây súng mình thích cái cây AK, không phải, cây M16A4 đẹp lắm.
Ơi chết rồi. Cái máy bay của mình đâu rồi ta? Ở à, đây rồi, đây rồi. Cái hồ này tí nữa, nếu mà mình kiếm không ra cái hồ khác á, mình sẽ nuôi con Megalodon ở dưới đây cho mọi người coi nha. Con Megalodon boss nha mọi người. Đó, cái hồ dưới đây mình nghĩ là đủ cá cho nó ăn á. Rồi, con máy bay của mình nó gần hư rồi. Sẽ bốc khói ghê trời. Pilot, pilot rồi. Ơi, máy bay mình bị khẩn rồi các bạn ơi. Ờ, nó bị lỗi rồi. Ơi, coi coi coi. Đậu xuống, đậu xuống. Không đậu được luôn. Máy bay bị lỗi rồi, đứng dưới nước quá bị chập điện rồi. Ơi, mình cũng không ra được luôn. Máy bay bị lỗi rồi. Đậu xuống cái nào. Ok, ra rồi nè. Cái này nó đang để chế độ vậy trời. Cái này nó cứ... Nhìn gì vậy? Gì? Muốn gì? Mày ăn cắp thông tin gì của tao? Mày cút, mày cút, cút không? Cút không? Lần đầu tiên mình thấy cái cục này nó tò mò với mình đó nha. Vậy vậy vậy. Mày xuống đây, mày xuống đây. Được rồi, mình sẽ làm thử thách thọc cái cục này. Mày hả mũi? Mày hả mũi? Mày khó nha, khó nha. Mày không trúng được hơi bị đỉnh á. Nó né được các bạn ơi. Thôi được rồi. Nhây. Không một cái rụng luôn. Rồi, lại các bạn ơi. Đi lại chiếc này thôi. Rồi, ok, ổn rồi đó. Rồi ok, chiếc đã hoạt động lại tốt rồi. Cái vùng nước này vùng nước rất là thấp. Spino của mình dưới đây. Rồi ok, mình sẽ bay lên trên trên đây mình coi coi. Ui, ở đây là một cái hang nước hả? Một cái hang nước trong thành phố nước nó chảy ra sao? Ui, ở trong này có hồ nè. Hồ này mình nuôi được con gì? Trời, có con... có cái con gì nó bơi kìa, con gì mình quên mất cái tên rồi. Ui coi cá sấu mà anh ơi. Ồ. Trời ơi, chỗ này mà cá sấu nó ở hả? Dã man thiệt. Cá sấu rồi ếch nữa chứ. Làm cái hồ cá sấu đẹp á. Nước sâu không người ta. Ui, không ngờ chỗ này cá sấu ở các bạn ơi. Mình nhìn mình tưởng là mấy con thú hiền chứ. Có sáu bơi nhìn ghê quá à. Y như là các bạn có các bạn nào đi công viên rồi đó, các bạn sẽ biết cái khu vực những cái khu vực như thế này. Kiểu như mình đứng ở trên bờ nó có cái rào trắng ở dưới cái sáu thì nó bơi kìa. Nhìn hay ghê ta. Hay là mình xuống mình hốt nó ta. Hốt hai con này caro số chết. Con này nó kiểu như là nó thấy mình rồi. Nó ôm mình luôn á. Nó vồ lấy mình á. Bây giờ mà mình đang muốn kiếm cái hồ nào to to tí. Còn cái chuồng này y như là một cái lồng chim vậy. Khu này nước là rất là thấp. Nhìn ở trên cao vậy thôi. Chứ mình xuống thì nó cũng không có thấp lắm.
Ok, mình cần bay nhẹ nhẹ chỗ này thôi. Ui, con rết điện các bạn ơi. Con rết này của gốc nè. Đúng rồi, test rết nè, con này con gốc. Bây giờ thì chúng ta cần đi tìm cái chỗ để nuôi con cá mập thôi. Nhưng mà không biết có tìm ra được cá mập không. Phải không? Không tìm được cái chỗ cho cá mập ở không? Mình nghĩ cái khu vực phía dưới này nhiều hơn á. Ở trên nó khá là ít nước. Máy bay mình nó cháy cháy. Ơi, cá sấu nữa các bạn ơi. Cá sấu khu vực này nè. Trời ơi. Cái con caro sâu chết nó một mớ luôn. Các bạn thấy không? Chỗ này là khu vực dành cho mấy con cá sấu nè. Sako nè, đó, cá sấu đen nè các bạn thấy không? Sako nè, đấy, một nùi cái con cabo sâu chết luôn. Vậy là cái vùng này nuôi, cái vùng này mà sống ở chỗ này khác gì tự tử đâu. Mấy cá sấu này có chiêu bẻ người gớm lắm. Tập này chắc mình phải nuôi con cá mập boss thôi. Để tập sau mình sẽ đi săn con Gigant chú tể cho mọi người xem. Nó cái da của nó y chang con Spino luôn á. Rất là đẹp. Nè, thấy chưa? Các bạn thấy không? Chỗ này là nước nó rất là thấp nè. Cá sấu nó ở đây rất là nhiều. Bạn thấy một con dưới không? Đó, mình sẽ cho mọi người coi. Đấy, một con ở dưới đấy. Nước thấp thấp là cá sấu ta. Ghê vậy trời. Thấy chưa? Nước. Càng. Cá sấu nó ở mấy cái vùng đó. Không có dùng mà nước là sâu hơn nó ta. Nghĩa là chỉ có mỗi cái hồ kia là nước sâu nhất à. Cái này có cái hồ nhưng rất là nhỏ. Ở chỗ này hình như Spino với là những con thú rất là nguy hiểm. Vậy là trong đây là nó không có cái hồ nước đặc biệt. Chỉ là bên núi băng sao ta. Hình như mình nhớ trong núi băng hình như nó cũng có cái hồ nước rất là rộng đúng không. Mình đang đi tìm một cái hồ cho mấy con thủy sinh ở. Ui cha ơi, cha, sáng vậy. Ủa, mình sao mà cái góc nhìn máy bay của mình nó lâu bị ngu rồi. Ờ, đúng rồi, trong đây có hồ nước rất là rộng luôn. Hình như cũng thấp và không được. Hồ nước này con boss luôn, kinh chứ. Hồ nước này sâu không ta? Đây cái hồ băng. Hình nó không sâu lắm. Rất là thấp các bạn ơi. Cái hồ này y như nó dài một cái đường. Rồi chắc là chúng ta chọn cái hồ đẹp nhất chỗ kia rồi. Cái hồ này cũng cạn à. Trong đây hình như không có hồ nào sâu hết á. Không, hồ này hình như sâu á. Không sâu lắm. Không có sâu lắm các bạn ơi. Đúng rồi, chỉ có một tí nước à. Bên đây cũng có nước nè, nhưng cái hồ này như acid rồi. Cái hồ này là không có con vật nào sinh sống được. Ôi, rất là đẹp luôn. Đi bằng máy bay mới đã chứ, đi bằng mấy con thú. Sẵn tiện mình săn, lỡ có con Gigant chúa tể là mình sẽ săn luôn. Ui, mà chưa thấy à. Nghĩa là chỗ đó có cái hồ nước. Ơi, hồ này hình như đã phải hồ acid đấy đúng không ta? Không, acid mất tiêu rồi. Không, hồ này không phải. Chưa phải là hồ acid. Ok, chắc là chúng ta sẽ trở lại cái hồ kia đi. Mình sẽ lấy con con Megalodon trùm cuối ra. Tại vì trong đây thì có một chỗ đó duy nhất có thể nuôi được nó à. Tại vì nó rất là bự. Tại vì trong đây là chắc chắn là không có cá mập rồi. Cá sấu thì có chứ là không có cá mập rồi. Nên là mình muốn nuôi một con cá mập cho mọi người coi. Cái hồ cạn cạn cũng khá là hợp lý. Đúng một thế giới công nghệ bay máy bay cũng đã nữa. Máy bay này mà mình để dưới nước nó bị nhiễm hư luôn. Rồi thôi. Lái con cho con Spino của mình sống với con cá mập cho nó hợp lý luôn. Ồ. Ôi chết.
con Spino rồi. Hình như lộn rồi. Nãy à đúng rồi. Từ từ các bạn ơi, mình trước khi mình bỏ nó mình muốn chạy một vòng mình kiếm thanh kiếm gãy của con mét thứ coi. Con mình có kiếm ra được không? Bữa mình kiếm ra được rồi mà mình không có nhớ cái chỗ nữa. Có khi là mình bay vòng vòng rồi mình lại thấy á. Nhìn rất là đẹp luôn. Nó bự lắm. Mà trong đây nó nhiều chi tiết quá, mình không thể nào tìm ra một phát một cho mọi người xem được. Thanh kiếm nó cắm vào vào đá. Nhìn ở trong phim kiếm hiệp. Ê, ô, ở ngoài đây có cái hồ lớn nè. Hồ này chắc là nuôi cá sấu thôi chứ nuôi con gì. Không, hồ này không đủ sâu. Nuôi cá mập chết liền. Cái này là cái cảnh đẹp nhất của cái map này. Không, hồ này cạn lắm với lại nguy hiểm chùm luôn á. Chán ơi, không tìm ra được cái vị trí của cái cây kiếm. Một em kêu comment là kêu mình đi kiếm thử cái kiếm đi mà mình cố gắng mình tìm trước rồi mà không thấy được. Bạn thấy mình lái máy bay điêu luyện không? Mình nghĩ nó đâu có khúc này thôi, tại vì hôm trước mình cũng nhìn nhớ là mình vô mấy cái khu vực như thế này nè. Cái rồi mình kiếm. Mấy đó là những chi tiết nhỏ nhất trong game thôi. Ok, thôi không được rồi, chắc là chúng ta sẽ trở lại với cái khu vực. Đây là có cái hòn Nam Bộ nè. Ui, khá là đẹp đấy chứ. À, chúng ta sẽ trở lại với cái hồ của con cá mập Megalodon đi. Kiếm nó khó quá, không kiếm được luôn. Tình cờ thì dễ nhìn chứ mình cái mắt mình nhớ lại là mình thua. Mình trùm lạc mà bắt mình nhớ vị trí gần như là không thể à. Cho con này nó quét mình chơi. Ơi. Con gì đây? Holy shit các bạn ơi. Ủa con này ở cái mod nào vậy? Elemental I-Try các bạn ơi. Mẹ ơi nó dám mang đẹp vậy. Nó bị kẹt rồi. Kẹt gì bắt cũng không được đâu. Dã man thôi. Ủa các bạn muốn con này. Cái đèn các bạn muốn bắt con này thì comment bên dưới nha. Dã man đỉnh nhờ. Khá là đẹp ấy. Thôi mà bây giờ mình đi làm cái hồ cá đi. Thôi đi làm hồ cá. Rồi xong luôn. Mở cửa làm chi. Không bao giờ đóng được. Ôi, không kiếm được thanh kiếm mà kiếm được một cái thứ mới nha. Còn nó khá là mới nha. Còn đó lần đầu tiên mình mới thấy luôn á. Để lâu con mẹ Spino về đó. Con Spino thì nó cũng gần khu này thôi. Cái vùng nước đó thôi. Nước này trên tí. Đây rồi. Rất là nhanh. Ngu ghê thì mở cửa. Không mở cửa về ra cũng được. Rồi lên về cứu ơi, về cứu ơi. Bít cấp không? Có luôn. Đi. Không, mình lái máy bay chuyên nghiệp rồi. Đúng chứ mà có khu này mới nuôi cá mập được thôi. Còn mấy khu khác không nuôi được. Không, không phải chỗ này. Đây, hồ này đây. Đâu rồi? Đây. Cái hồ duy nhất chỗ này có thể nuôi được con cá mập là chính là cái hồ này. Cái hồ này mình tìm ra là săn được cái con trùm boss ở đây. Mình phát hiện thêm đó chính là có con mới. Rồi mày có nhiệm vụ là bảo kê cái vùng đất này nha Spino.
mấy con rùa tí là thức ăn của con kia hết, cá mập của mình hết. Đây rồi các bạn ơi, con cá mập này nó có thể sống được cái khu này. Nói chung mà nó khá là bự luôn, nhưng mà nó vẫn ở vừa cái hồ này. Cái hồ này tuy hơi nhỏ nhưng mà mọi người có thể thấy rõ nó, một con cá mập. Còn đối với mọi người, con này là con cá mập gì? Nếu kiểu như fan của mình sẽ rất... Ôi con gì ghê à? Ôi mẹ, con này không được, con này phải giết. Để con nói tới đây là mệt đấy. Thì mọi người đố mọi người con này luôn. Con này là một trong những con boss rất là vĩ đại ở trong... Thôi mình không nói, để các bạn comment bên dưới. Các bạn hãy điện tím tím của nó, các bạn hiểu rồi. Wow, cái điện ra kìa. Rất là đẹp luôn á. Nhìn cái hàm răng của nó kìa. Ui ui. Có thể cưỡi được không? Ấy cưỡi được nè. Mình nhưng cần cái Megalodon các bạn ơi. Megalodon hả? Megalodon. Đây đây. Trong đây nó còn có mấy thêm loại mấy cá mập mới nữa mà, loại ai hay loại gì, nếu mọi người muốn thì bữa sau mình sẽ cho mọi người xem. Ơi, ủa sao không bỏ được? Megalodon. Ủa con này không bỏ được ta? Colossus hả? Colo. À đây, Colossus sách đồ. Bỏ lại coi được không nào? Colo. Colo, Colo, Colo. Ai da được nè. Ui. Ồ, cái hồ này. Cái hồ này bé quá các bạn ơi. Cái hồ này bé quá, không chơi được. Ôi, dã man vậy trời. Để mình coi coi, pick up nó luôn coi, liều nha. Một là mất nó. Cái trong này không có nước, không có vùng nước nào chơi được con này hết. Ok, được, ok, được rồi. Ủa, yeah. Đó, di chuyển được. Ui. Ôi, mình tưởng 22 triệu chết rồi. Ngon, 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 ngon. Cái đây là nuôi cá mập trên cạn. Con này mình nghĩ là nó nhỏ lắm chứ, ai ngờ là con này nó bự quá các bạn ơi. Các bạn có muốn mình nuôi con này không? Lâu quá rồi mình mới đem con này lại cho mọi người xem. Đá chỉ đây nhiều quá. Bắn mấy tảng đá này. Trời, nhìn cái hồ này nó nhỏ. Cái hồ này mình bơi sâu ghê mà con cá mập của mình bơi nhìn nó gì như như cái kiến à trời. Cái game này hay nha, súng dưới nước bắn tiếng động đồ nghe nó thật nha. Ok, ổn rồi đó. Lại nào. Trời ơi, tớ tưởng là con này nó nhỏ lắm. Con này nó nhỏ lắm chứ sao mà bự dưới mày. Bơi vậy là không có đã, là không chùm đại dương. Ơi chỗ này được nè. Có thích kêu gì không? Không thích kêu gì, con này được cái là đẹp rồi các bạn ơi. Đó, nhìn vậy y như là một cái gì. Ôi, mình gắn cái cục bên đầu nó ghê quá vậy. À, các bạn biết trên đầu là gì không? Cái lúc mà mình nằm ở trên đó đó, nó bảo vệ cho mình cái đó, vừa gì thở oxy còn vừa. Đó, các bạn nhìn cái cảnh này. Wow, shit, thật. Cái khu này nó rất là đẹp nên mình muốn để con cá mập này cho mọi người xem. Rất là đẹp luôn đúng không? Wow. Con này cũng boss đấy, con này thật sự là một con boss. Nhưng mà ARK nó có được con này cũng là khá là hay. Mình sẽ bỏ cái yên của nó ra để cho nó tự do. Đã lòng cái chuồng đã nhỏ rồi mà gắn cái hồ khá là to như thế này, kiểu như là nó vừa được miếng nước rồi. Con này y như là khổng lồ mà bị giam trong nhỏ, y như con T-Rex mà mình bắt nó về nhà thì cũng vậy thôi. Hồ nước khá là hợp lý. Nếu mà do cái map này nó không có cái hồ nước rộng á, nếu có hồ nước rộng là mình sẽ làm một cái chuồng khổng lồ cho nó ở dưới luôn. Đẹp ghê luôn á. Nhìn nè, nhìn đúng đã luôn các bạn thấy không? Con này mình thấy làm rất là đẹp luôn nha. Quá đã, từ thớ thịt tới gai. Y như cái con trong kia luôn. Mà con kia hơi bị tím một tí thôi.
Ok, coi như clip này là mình chơi tới đây thôi. Nếu mà người thích clip này thì đừng quên bấm like cho mình nha. Và bữa sau thì mình sẽ muốn mình bắt cái con gì nãy con quên mất tên rồi. Cái con trai mới á, con trai mới mà hệ ai các bạn comment bên dưới nha. Và bây giờ thì chào mọi người.